anh tư anh sao vậy anh tư ừ. anh tư ừ. 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 anh sao vậy chị làm hả ừ. anh bệnh rồi phải không không sao mấy ngày nay thấy trong người nó hơi mệt vậy thôi không sao đâu à, anh có cần tôi đưa anh lên trạm xá không thôi lên đó là tôn tiện tôi nhà bớt mớ lá cây tôi xong rồi nó cũng khỏi à ở sáng giờ ăn uống gì chưa? Tôi cũng có nấu miếng cháo trắng Tôi ăn chút đỉnh rồi Thấy hoàn cảnh của anh đó, Tôi nghĩ tôi đau lòng quá Già cả từng tuổi này rồi Mà không có con cháu bên cạnh để đỡ đần. Thôi được rồi Anh nằm nghỉ đi à. Để tôi đi chợ mua miếng thịt nạc về nấu cháo cho anh ăn Sẵn tôi ghé tiệm thuốc mua thuốc cho anh luôn Ông Cô ơi ông nói có. Nói. Con về với ông có nè Con về rồi nè Thật bi Ủa? con Thảo với thằng Bi về kìa anh <laughs> Ờ. À. Ờ. Coi chừng cẩn thận nghe con Coi chừng té nghe con Đưa tay đây cho bà Năm Dạ Từ từ đưa đây cho ông Cố Coi chừng đó à. Dạ con cảm ơn bà Năm ừ. Đây đưa đồ cho gì à. ừ. Lại đây con Ông Cố à. Ừ Chị cảm ơn nghe Dạ Nói Để mà Năm làm cho ơi ở đây ở đây gọi cờ ông cố nè trời ơi thấy ghét quá à. sao con biết ông nội con bệnh mà về hay vậy ủa nội con bệnh hả ba năm ừ nội bệnh sao vậy nội ôi bệnh già mà trở trời, trời nhức mỏi chút xíu thôi không sao đâu con à đói ăn rau đau uống thuốc bệnh thì phải uống thuốc mới hết được chứ anh nằm nghỉ vậy sao khỏe được nè con á đi mua thuốc cho nội con đi Sẵn ghé qua chợ mua cho nội con vài lá xong luôn Dạ à, Bà Năm ở nhà ngói chừng Cu bi giùm con nghe. Ừ, ừ. tôi coi chừng ông á Rồi coi chừng cháu luôn cho <laughs> Dạ 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 <laughs> ghét Ông không? có bệnh không có Ờ à, có bệnh Nóng không Con rờ có nóng không dạ. Rờ nữa coi <cười> <cười> Ừ Mm, à, con vuốt rau không có ha nói à. á, là nói vậy thôi chứ mẹ con nó về á, là tôi biết anh khỏe liền à à tôi vui thì tôi khỏe à <laughs> mm, mm. con nên báo cho anh bình biết không ta nếu như anh biết chắc anh lo lắm á anh ơi mấy cái áo này được lắm nha anh vô thử đi thôi anh không mua đâu anh còn nhiều lắm không có được đâu ở đây người ta hay đánh giá dễ bề ngoài lắm thử anh đi. làm việc tốt người ta sẽ tôn trọng anh không cần dễ bề ngoài này đâu thôi mà chiều em đi mặt tử coi đẹp không thôi được rồi anh sẽ thử cho em vừa lòng để coi có đẹp không nha ừ. <laughs> Anh cứ nghe điện thoại đi Rồi thử sao cũng được Ờ à. Alo Xin lỗi lộn số rồi nha <laughs> Xin lỗi Làm ơn đừng gọi nữa lộn số rồi <laughs> Sao kỳ vậy đúng là giọng của ảnh rồi sao lại nói là lộn số chẳng lẽ anh lại không nhận ra giọng của mình hay sao Nội, con mới nấu cháo nè, ngon lắm, nội ăn liền cho nóng nghe Con để đó đi, lát nữa nội ăn Nội đâu có yếu với nội cần phải đúc đâu Nội, nội có sao không? Hơ, à, có sao đâu Từ hồi sáng giờ nội không thấy thằng Kobe vậy à bà năm dẫn cô bi về nhà bà năm chơi rồi Yeah à. à sao lâu rồi nội không thấy thằng bình nó về thăm con vậy dạ anh bình ảnh chuyển qua phòng kinh doanh làm rồi nội cho nên ảnh hơi bận à, mà nội nè ảnh làm lương khá lắm rồi ảnh còn tự mua xe máy đi làm nè rồi ảnh còn mua điện thoại cho con xài nữa Vậy sao? Được vậy nọ nó cũng mừng cho nó. Dạ. Con có làm gì ở dưới thì lo làm đi. Đem cháu ở dưới. Chừng nào nó đói rồi nội ăn. Dạ. Chừng nào nó muốn ăn thì nó nói con nha. Ờ. Ừ. Ờ. Ừ. 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 Ông Tư ơi, ông Tư. Ờ, ừ. ừ. Có nhà không ông Tư? Ừ ông tư ơi có nhà không ông tư ơi ừ ai đó con nè ông tư ơi ông tư à. Ờ. à à chào chú ông tư bị sao vậy bệnh hả ôi ôi bệnh già đó mà cứ trái gió trở trời là ho vậy thôi ờ à, con rót nước cho chú uống dạ dạ anh là <laughs> chị không nhớ tôi sao Tôi là Tân nè Nhân viên phòng tín dụng quyện đó À tôi nhớ rồi Hôm nay tới hạn trả nợ Tôi tới nhắc nhở ông Tư đó mà Ủa nợ gì vậy anh Ờ Trước đây á Nợ có mượn quỷ sau đó giảm nghèo một số tiền Ông Tư mượn tiền làm ăn Bây giờ đến hạn phải trả rồi Ờ Tôi biết rồi Nợ trả lai rai cũng được 5 triệu rồi Chắc bây giờ cũng còn 5 triệu thôi ha Dạ Chị với gia đình ráng trả đi Chứ tôi xuống đây hoài Thấy ngại quá À tôi biết rồi ừ. Thôi ông Tư Nghỉ ngơi đi Con về hỏi phòng tín dụng Coi giải quyết vấn đề của ông Tư sao Ờ à, thôi chú cũng về nói Với mấy ông ở trên cũng thông cảm Tôi cũng ráng tôi lo trả hết cho rồi ha Thấy hoàn cảnh của ông Tư như vậy Thôi để con về nói với trưởng phòng Coi giúp đỡ ông Tư được chút nào hay chút đó Bất công chưa qua Chú giúp được tôi tôi cảm ơn Thôi con xin phép về Để con qua chỗ khác nữa Ông Tư giữ dị gìn sức khỏe nghe Ờ à, Cảm ơn Trời chú, chú. À, Dạ, dạ. <laughs> à anh ơi Ôi. À. Ngày mai tôi mang tiền qua trả cho anh nha. <laughs> trả cho phòng tín dụng chứ có phải trả cho tôi đâu. Được vậy thì tốt quá. Dạ. Cảm ơn chị nhiều nha. Dạ cảm ơn anh. Tôi xin phép. Bình à Anh đang ở đâu Anh có nhớ nội không Nội nhớ anh nhiều lắm Có phải Anh đang dần xa rời em hay không Anh không nhớ con hả Dạo này công việc ổn chứ ừ, Ổn bình thường Hết được rồi về nhà ngủ Người nhà ngủ xong mày đi trực Giống như ngày xưa ở dưới quê vậy đó chăn dịch xong về tròi ngủ Về tròi ngủ xong chăn dịch Thế vậy thôi <laughs> Chuyện chú với thắm sao rồi Khi nào làm đám cưới Ôi ở dưới quê mai ra nơi Chứ ở trên đây Không mong đâu Đi làm tối ngày hả Thắm tăng ca thì cháu nghe Nhiều khi không có thời gian gặp mặt nhau để nói chuyện nữa với lại dưới quê á cái gì cũng có sẵn còn ở đây anh coi á mỗi trứng dịch mỗi trái ớt cũng phải mua lo cái ăn không cũng muốn mệt rồi chứ nói chi đến chuyện cứ hỏi vậy tại sao chú với thấm không rủ nhau về quê đi <laughs> nói gì nói chứ thấm có muốn về quê đâu nơi thấm thích nghi với cuộc sống ở đây nhanh lắm thấm là còn tham vọng làm tới cái chức gì à, chánh đốc giám đốc gì đó cái gì giám đốc À, không à, à, cái, cái gì à, quản đốc á à, em quên giám đốc chứ học cao lắm anh ha ủa anh nói tôi sao anh không về quê với chị thảo đi chú cũng thấy rồi đó bây giờ đang rất là bận làm sao mà nghỉ vài ngày về quê được với lại anh cũng đã tính tương lai rồi sẽ đưa ông nội lên đây để tiện bề chăm sóc ừ. đúng rồi anh tính vậy cũng phải á anh cũng phải sắp xếp làm sao để cho chị thảo với cô bi đỡ cực với lại cho ông tư lên đây là đúng rồi. Để ông tư dưới có con mình à, nhiều khi có chuyện gì trở tay không kịp đâu. <laughs> anh có chuyện này muốn nhờ chú nè. Anh cứ nói đi, anh em mà giúp được cái gì chú giúp liền hả? Hiện tại á, chú đừng có nói với mọi người mối quan hệ của tôi với Thảo. Ủa sao vậy? Để anh sắp xếp công việc ổn định. Lúc đó anh sẽ tự nói cho mọi người biết. Còn bây giờ mà nói ra thì phiền phức lắm. À tôi biết cái phiền phức của anh đâu mà ra rồi, Nó nói uh, tham thực thì cực thân, mà tôi nói với anh á uh, tham thực còn không được thì đừng nói tham thứ khác nha. ai hey. <laughs> không dạ, <laughs> mày có tiền cho anh chưa em? Uh, dạ Dạ giờ dạ, chưa chưa có tiền, ban ngày dám ra đường uống cà phê hả mày? anh uh, à, dạ, mày dạ, à? có anh đó anh bao em mà không có nói nhiều nữa, bây giờ muốn lấy ngón tay hay ngón chân của mày? Uh, uh, trời lũng bạn anh Đi ừ, đi mày Đi con tay đi anh Bây giờ mày trả không à, Dạ thôi 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 Lấy uh, móng tay được không Đi à, đi à, mày à, 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 Nó thiếu tụi anh à, bao nhiêu 3 ba triệu Gì gì 3 triệu Mày à, Có 1 triệu hay mà 3 triệu à, chị? Của tụi tao là nhà từ thiện Không có tiền lời hả mày à, Vậy mày có trả không Dạ Dạ em Được rồi Bây giờ tôi chỉ có 500 thôi. Còn lại mai tôi anh tìm nó mà lấy. Mai á, ba triệu ba chứ không phải triệu. Nhớ nha mày. Giờ giờ nhớ mày. Dạ 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 triệu dạ, 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 3, 3, 3 triệu 3 nhớ rồi. <laughs> Trời ơi. Mày dính vào đề và cờ bạc phải không? Mày nói tao tham. Còn mày thì sao? Không tham tiền mà chơi đề hả? Tôi lỡ dại mà, cũng tặn Thấm hết đó nó thách tôi kiếm nhiều tiền, cho nên tôi đánh đề. Bây giờ tôi sợ ông đề luôn rồi. Nè, anh sẽ cho chú mượn trả tiền cho tụi nó. À, anh có tiền hả? Ừ. Nhưng mà cái gì cũng vậy, có qua là phải có lại anh đã biết điều với chú thì chú phải biết điều với anh hiểu chưa hiểu hiểu đây nè má chỉ cho con nghe, thấy không rồi bây giờ con xếp cái này xuống à, nội sao vậy nội nội à, không sao đâu Hai mẹ con đang làm gì đó? Dạ, con xếp thuyền giấy gửi cho ba. Vậy à? Cô Bi mới vừa về mà nhớ ba rồi sao? Dạ, ba Bình đi lâu lắm rồi, con không gặp được ba. Đi đâu? Dạ, tại hồi lúc trước anh Bình ảnh còn làm bảo vệ đó nội, cho nên ảnh hay đi trực đêm lắm. Tới khi ảnh về thì Cô Bi đã đi học rồi. Cho nên hai cha con đâu có gặp nhau đâu. Ờ, bây giờ tuy là anh chuyển qua phòng kinh doanh Nhưng mà anh cũng hay đi công tác xa lắm nội ôi vậy mà nội cứ tưởng Ông Cố ơi, ông Cố đàn cho nghe đi ông Cố Con, ông Cố đang bệnh mà Chừng nào ông Cố hết bệnh rồi ông Cố đàn cho con nghe ha Thôi không không Muốn nghe đàn để ông Cố đàn cho con nghe Ờ Đem đàn qua đây cho ông Cố đi rồi Cố đàn cho con nghe Dạ Nè con Đàn này không có Rồi, à, giỏi à, Lên ngồi gọng cố đi ừ. Ờ. Trời Nội Nội có, có sao, không không? sao không Nội ơi Nội sao vậy Trời ơi ờ. Hay là nội vô trong nghỉ nha Nội ngồi ngoài đây gió lắm anh nè à, nếu như mà có một điều ước thì anh sẽ ước gì những ước mơ của anh thường không thành nên anh không thích ước mơ à mà nếu như có một điều ước thì em sẽ ước gì em ước chúng ta sẽ đi cạnh nhau như thế này đi cho đến cuối cuộc đời chắc là hạnh phúc lắm anh ha nhưng mà đi á thì phải đến đích chứ dĩ nhiên là đến đích rồi đích đến của chúng ta sẽ là Em mặc một cái váy trắng dài Nắm tay anh đi vô nhà hàng Lúc đó nhạc tân hôn sẽ giang lên Tên 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 Dễ <laughs> thương lắm đúng không à... À... Alo Anh ơi nội bệnh nặng lắm rồi Anh về liền đi à, Xin lỗi Lộn số rồi à, Alo Alo Nội đau, mình phải về thôi Nhưng nói làm sao với Vi bây giờ Nếu không về thì sao Người già mà nay ốm mai đau Cứ mỗi lần bệnh là mỗi lần về sau Nhưng chẳng lẽ nội của mình mà để cho cô ấy lo Coi sao đặng Anh à. Anh nghĩ gì vậy Ai mà cứ gọi lộn số cho anh vậy à, Lộn số là chuyện bình thường mà Nên anh cũng thích đi chơi với em Thì anh cứ nói thẳng ra Lần sau thì em sẽ không làm phiền anh nữa Không Anh yêu em nhất trong cuộc đời này em biết không Chưa cô gái nào Làm cho con tim anh rung động như vậy Nhưng mà Anh biết mình không xứng đáng với em Tại vì anh nghèo quá Anh đừng có nói vậy Em không cho anh nói vậy đâu Dù sao anh vẫn phải nói Để sau này Em không phải thất vọng về anh Bởi vì thật sự anh rất là nghèo Em không bao giờ thất vọng về anh hết Em tin tưởng vào anh Hôm nay Ngày mai Và mãi mãi Từ ngày có anh trong cuộc sống của em Chia sẻ công việc với em Em vui lắm Em hạnh phúc lắm Em yêu anh nhiều lắm tôi nói với cô rồi cô lộn số cô đừng có gọi cho tôi nữa nghe má con mới về Con đi đâu mà về trễ vậy Dạ con đi chơi với mấy đứa bạn Lại đi với thằng Bình chứ gì Dạ tôi má con lên phòng Vì Lại má biểu Có gì ông má Con mệt lắm Mệt cũng phải xuống đây con nói thiệt đi thì con đi với anh bình nhưng mà anh hai đã chấp nhận cho con quen với anh bình rồi mà con đi với anh thì có sao đâu má bởi vì anh hai không hề biết nó là cái thằng nghèo mạt rệp con mà lấy nó chỉ có nước đi ăn mài thôi à, Anh đâu có nghèo đâu má ừ, ông nội của ảnh là đại gia miệt vườn đó má má đừng có khinh rẻ người ta như vậy ai ai là đại gia miệt vườn ừ. dạ tôi nội con mới về nó nói thằng bình là đại gia miệt vườn đó má tin nổi không Đại gia xứ nào vậy con? À, ở Đồng Tháp đó nội. Đất nhà ảnh trải dài mấy chục mẫu, trồng toàn cây ăn trái, thu nhập hàng tháng tới mấy chục triệu. Không phải là đại gia thì là gì hả nội? Con có về quê nói chưa mà con rành quá vậy? À, dạ chưa, nhưng mà anh nói với con như vậy á. Nói á thì ai cũng nói được. Nhưng quan trọng là có thiệt hay không, hay nổi cho sướng miệng. Anh nói thiệt mà má. Má với nội cũng gặp ảnh rồi, nếu mà con nhà nghèo thì tác phong đâu có chững chạc như vậy ừ, Con Vi nó nói đúng đó Nếu là con nhà nghèo thì làm sao mà ăn mặc bảnh bao đến như vậy Dạ Ngoài trừ là tiền của gái sắm cho Nội Thôi được rồi Ngày mai con kêu nó tới nhà chơi đi Để nội nói chuyện với nó ừ. ừ. Nhưng nói chuyện gì vậy nội Chuyện gì ngày mai nó tới rồi con sẽ biết Nội kêu con như vậy thì con làm gì đi Dạ. Tôi nội, tôi má không lên phòng. Cái thằng đó, nó chỉ lừa được con bé khờ này thôi. Chứ làm sao qua mặt được hai cái đầu có sẵn chứ. Cái gì? Anh là đại gia miệt dương Em lỡ nói rồi, Biết tính sao bây giờ Anh đừng có giận em nha Trong gia đình em Trừ anh hai ra Ai cũng nhìn người khác qua dễ bề ngoài hết á Không phải chỉ gia đình em Mà cả cái xã hội này đều như vậy Em biết tính sao giờ anh Em cứ yên tâm Anh sẽ khiến cho bà và má em phải suy nghĩ lại Vì chừng nào anh sẽ gặp gia đình em thứ bảy này 8 giờ sáng đó anh Được rồi Anh sẽ đúng giờ Không sai một giây <laughs> Vậy thì tốt quá Thôi em đi công việc nha ừ. <laughs> Chào anh Chỉ có người giàu Người nhiều tiền Mới là con người Còn ngoài ra Là con dung con dế hết Mọi người càng ngăn cản Tôi càng quyết đạt bằng được mục đích của mình Chị Nam đám này đi dắt sổ Chị Ờ khoan trả đây Cái này Tra cổ áo giả cho tôi Nè Tra thân áo trước nha Chị Khuê Mai nhãn hiệu cho tôi Công việc chính của tôi là mai dây kéo Chứ đâu phải mai nhãn hiệu Nè Tôi biểu chị Mai cái gì á Thì chị Mai cái đó đi Sao nhiều chuyện quá vậy Nhưng mà mai nhãn hiệu làm sao có tiền Bộ chị xin vô ngày cãi đúng không? Sao tôi nói cái gì là chị cãi hết vậy? Nhưng mà rõ ràng Nhân nhị cái gì? Bây giờ chị có mai không? Không làm tôi lấy lại không phát à <laughs> Ê ê ê Đừng có thái độ như vậy nha Chị Lụ Ra tay áo và thân áo cho tôi Nhưng tôi rắp túi mà Nữa Tôi đã giải thích rồi Tôi là tổ trưởng mới Tôi có cách làm việc riêng của mình Giờ sao Không nghe lời tôi đúng không Tôi trả về để cho chị Diệp giải quyết rồi nha Làm thì làm, làm gì ghê vậy à? <laughs> Alo, tổ một nghe Dạ tôi là Thảo Ủa, chị Thảo hả, em Thắm nè Ừ, Thắm hả, công việc sao rồi em Dạ, cũng bình thường thôi chị Chị Diệp tạm thời phân công em làm tổ trưởng thay chị Chị Diệp xuống tận đây chỉ cho em Nên mọi việc trôi chảy lắm ờ mà ông tư khỏe chưa chị ờ ông nội chị cũng đỡ nhưng mà phải uống thuốc với lại theo dõi thêm vài ngày nữa chị cứ yên tâm ở dưới lo cho ông tư đi ở đây đã có em rồi à, ý quên ở đây á đã có chị diệp quản lý giùm rồi cho nên chị đừng có lo một cái gì hết á ừ như vậy thì hay quá em nói lại với chị diệp là cho chị nghĩ thêm vài ba bữa nữa nghe chừng nào mà ông nội chị khỏe hẳn rồi chị lên làm liền dạ em biết rồi chị yên tâm đi chị cứ yên tâm nghỉ việc đi nhưng mà nghỉ càng lâu thì càng tốt <laughs> má ừ? má ơi ba dạy con xếp là thuyền này chạy nhanh lắm nè má vậy hả vậy thì con xuống thả thuyền giấy đi à mà nè lần này con thả thuyền giấy con ước cái gì nè con ước cho ông cố mà hết bệnh giỏi vậy rồi, vậy thì con xuống thả thuyền giấy đi Mau lên, mau lên dạ. trong cố có hết bệnh nha Nội ơi Nội dậy uống thuốc nghe nội Thuyền giấy ơi, cho về nơi xa xôi Thuyền giấy ơi, cho về nơi cô tiên Thuyền giấy ơi, chơi đi Trong cố mang hết bệnh chơi trong có mà hết bệnh nha à, dạ chơi đi chơi nhanh đi dạ thưa giám đốc đây là danh sách những công ty chuyên cung cấp mặt hàng giải sợi thiên nhiên giám đốc cứ xem đi rồi quyết định mình sẽ hợp tác với công ty nào ừ con ngồi đi dạ nghe nói là cuối tuần này cậu đến gặp má tôi đúng không dạ chính vì vậy mà cậu tự cho mình cái quyền gặp tôi mà không cần bằng bạc rồi thông qua bản kế hoạch này với anh thái trưởng phòng à, dạ không phải dạ em luôn tách bạch giữa công việc và chuyện tình cảm em thấy trực tiếp đưa cho anh sẽ tốt hơn có gì anh hỏi em sẽ trả lời luôn ạ à. cậu đã thừa nhận là giữa cậu và phương vi có tình cảm ờ à, dạ tôi muốn khuyên cậu một câu cậu nên rút lui đi anh có thể cho em biết lý do được không đơn giản là cậu không hợp với em gái tôi không hợp với gia đình tôi vậy thôi cậu đi phòng làm việc đi dạ mọi người coi thường tôi à nhưng tôi quyết định không bỏ cuộc đâu rồi mọi người sẽ phải hối hận hôm nay á mà mọi người không cản á là tôi tát con thấm một cái rồi bà bị cảnh cáo rồi mà chưa sợ hả tát nó thì cứ nước nghỉ việc luôn á nó cà chớn quá ai mà chịu nổi bộ làm tổ trưởng thì muốn làm gì thì làm hả cỡ nó xanh dép cho chị thảo còn chưa được nữa mà bày đặt làm tổ trưởng nhưng nó có bà gì chống lưng rồi ăn này chị thảo á cũng chưa chắc được làm tổ trưởng nữa ừ bực ghê á không lẽ thấm dành chức của chị thảo thật sao lên đó đừng có quên ông cố nghe không dạ ờ giỏi ông cố cái coi ừ, giỏi quá thằng <laughs> nội à thôi con đi nghe vài tháng nữa rồi con về thăm nội ừ hai mẹ con đi đường cẩn thận đó nghe nhớ nhắc anh bình nó giữ gìn sức khỏe đừng tham công tiết việc quá rồi bệnh khổ nữa <laughs> con sẽ nói lại với anh bình ừ thương cố đi con dạ con thương cố con đi ờ đi giỏi ngang, dạ ráng học cho giỏi à dạ con đi nha nội ừ thôi con đi đi nè dạ coi chừng té nghe con rồi đây chú ẩm xuống nghe từ từ nghe rồi rồi con đi nghe nội con chào ông cố con đi ờ à, con đi nghe hôm nay tôi mời cậu tới đây để hỏi cậu một chút chuyện nếu có gì không phải cậu bỏ qua cho. Dạ, con không dám. Dạ, bà cứ hỏi à. Tôi nghe con Vi nó nói gia đình cậu ở dưới quê cũng thuộc hạng khá giả. Vậy gia đình cậu có biết chuyện cậu với con Vi chưa? À, dạ, bà má cô đã mất. Hiện tại cô đang sống một mình với nội. Cái gì? Cậu mồ côi hả? Dạ.ủa sao con Vi nó nói cậu là con của đại gia Miệt Dương? Không sao không có cha mẹ dạy dỗ mà nên người thì tốt chứ sao? Bây giờ tôi nói thẳng về vấn đề nghe. Tôi muốn cậu tổ chức một buổi họp mặt để cho hai bên gia đình gặp nhau. Cậu thấy như sao? À, nội ơi, ông nội của anh Bình cũng già rồi, đi đường xa con sợ. Thì nội cũng già rồi, có trẻ trung gì đâu. nay đau mai yếu, chưa biết sống chết giờ nào. Nếu nội không lo được cho con á, thì làm sao mà nội yên lòng nhắm mắt? Hơn nữa, nếu người lớn không đồng ý, liệu tụi con có tiến xa hơn được không? Có mỗi một chuyện nhỏ xíu như vậy cậu làm không được hả? Vậy thì làm sao chúng tôi yên tâm gả con gái cho cậu được? Ờ, à, dạ, con biết ý của bà là muốn tốt cho tụi con. Nhưng mà ngạc nổi một cái là sức khỏe ông của con đang yếu. Với lại, dưới quê mà lên đây, đường xá xa xôi. Con sợ ông con chịu không nổi. Dạ, con xin bà và bác đây thông cảm cho con. Chuyện hệ trọng cả đời của con tôi mà cậu coi thường như vậy hả? Làm sao chúng tôi biết cậu đã có vợ hay chưa? Mặc dù lý lịch cậu xác minh là chưa có. Cậu Bình nói vậy cũng đúng đó. Nhưng mà cháu Vi có một vài họ hàng. Hay là như vậy? Cậu cứ tổ chức một bàn tiệc, coi như tiệc ra mắt, để giới thiệu cậu với gia đình chúng tôi, được không? Dạ, nếu vậy thì uh, cô sẽ đi đặt tiệc. Chừng nào đặt tiệc xong, cô sẽ báo cho gia đình biết. vậy cũng được. nhưng phải tổ chức cho tươm tất một chút, chứ đừng làm quá sơ sài, sẽ mất mặt gia đình tôi lắm đó. cậu hiểu chưa? má. <laughs> dạ, con hiểu rồi. ạ con sao lo sao quá? À? chẳng lẽ một bàn tiệc á, mà cậu bình lo không được? con quên cậu bình á, là thiếu gia Miệt Dương sao? Sao cô nghĩ mà không thông báo Tôi Ô tưởng ơi. cô nghĩ luôn rồi Đâu có chị Em có nói với Thắm là xin chị cho em nghỉ thêm vài bữa nữa mà Tại vì ông nội ông bệnh nặng quá Đâu có nghe nhỏ Thắm nói gì đâu Ông nội bệnh hả Dạ Đỡ chưa Dạ rồi Vậy thì đi may lại kiếm tiền đi Cảm ơn chị Nhưng mà tôi tưởng cô nghỉ việc luôn Cho nên tôi đã giao chức tổ trưởng cho con Thắm rồi Muốn may lại thì may Còn cái chức tổ trưởng á thì có gì nói chuyện lại với con Thắm đi Cô với nó là đồng hương nói chuyện với nhau cũng dễ tôi cũng không muốn dính vô mấy chuyện này đâu em biết rồi vậy đi nghe dạ ủa chị thảo ờ thắm nè cho chị nhận đồ may đi Máy cũ em vẫn chưa cho chị đó Ừ Ờ à, Ông nội chị có gửi lời hỏi thăm em với Nhẫn đó Dạ Chào mọi người chị Ủa Chị Thảo Chị Thảo Chị Chị biết chuyện gì chưa Chuyện gì Trời ơi, Con Thắm á, bây giờ nó là tổ trưởng rồi Nó thay thế chức vụ của chị á ừ. Bây giờ chị tính làm sao ừ. Có gì đâu Chị làm gì cũng được mà thật ra chị thích ngồi đây may với mọi người ha thôi Ê, mọi ơi, người làm tại, việc đi tại bà đòi bãi trước bà xuân làm chi giờ bà thắm một ừ, bà. Tệ bà đó, bà thấy mồ luôn tại bà bà kêu tôi tôi mới ký rồi nha tự nhiên mọi người trách tôi là sao mấy bà cũng đồng ý vậy tôi đâu có ngờ tránh chỗ dư gặp chỗ dừa chị đâu ừ. Tôi muốn đặt một phòng VIP, khoảng 6 đến 10 người, giá bao nhiêu vậy anh? Phòng VIP ở đây có nhiều giá lắm, không biết anh muốn đặt giá nào? Giá từ 5 triệu trở lên. 5 triệu, mắc quá vậy anh? Phòng VIP ở đây có máy lạnh và nhân viên phục vụ riêng. Dạ, mời anh xem. Chưa kể, nếu quý khách đặt những món ăn cao cấp như tôm hùm, hải sâm, bào ngư di cá thì giá còn mắc hơn. Nhiều khi trên 20 triệu, nếu khách hàng dùng thêm rượu tây phòng này đẹp đó tôi thích phòng này vì lượng khách ở đây rất đông để đảm bảo anh còn chỗ tôi khuyên anh nên đặt phòng trước chúng tôi sẽ giữ phòng này lại cho anh dạ vậy để về tôi tính lại nếu được tôi sẽ quay lại cảm ơn anh à theo như kinh nghiệm của anh thì tôi phải chuẩn bị bao nhiêu là đủ à, theo kinh nghiệm của tôi á để đặt một bàn tiệc khoảng 10 người có cả rượu á thì khoảng 10 triệu hoành tráng lắm đảm bảo quý khách sẽ hài lòng dạ Cảm dạ, ơn anh Dạ không có gì <laughs> Mình kiếm đâu ra số tiền này bây giờ Ủa Anh Bình Anh Bình Anh Bình à, Trời hên quá gặp anh ở đây <laughs> Chuyện gì vậy Chị Thảo với cô Bi lên rồi đó Đi đâu mà lên Về quê thăm ông Tư À quên Ông Tư là ông nội của anh Chứ không phải ông nội của chị đâu rồi nha Nè Mày nói vậy là ý gì Ý gì là ý gì Anh có chịu về nhà trọ không Thôi Tao không rảnh đâu Đang nhất đầu muốn chết đây nè Ông mình nè Hả? À? Thảo giờ này có nhà không Chị Thảo chắc giờ chưa có về đâu <laughs> Chắc chị đón cô Bi rồi Chịu về rồi hả Thôi được rồi Để tôi đến đó liền nha Tao đi à. đây <laughs> Biết mà Làm mặt lạnh lùng thôi chứ Nhớ bà Thảo muốn chết <laughs> chạy đi thiền ơi chạy đi chạy đi chạy nhanh đi chạy nhanh đi <laughs> em mới về quê lên hả dạ nội sao rồi nội cũng đỡ rồi Sao hôm trước em gọi điện thoại Anh không nghe máy À Bữa đó anh họp cho nên anh phải tắt máy Rồi sau đó anh cũng không gọi lại cho em <laughs> Chắc tại lưu bu quá cho nên anh quên <laughs> Em còn giận anh hả? Anh xin lỗi Nè Có chuyện này anh muốn hỏi em Anh hỏi đi <laughs> Em còn tiền không? Cho anh mượn 10 triệu nha 10 triệu hả? Cuối tháng là anh trả liền à Anh nhớ hôm bữa mình gom mang lên Sài Gòn Chắc là còn 7-8 triệu đúng không? Tiền đó không còn nữa đâu Tại sao không còn Em xài kiểu gì vậy Em đâu có xài Em Em trả nợ quỹ tín dụng Xóa đói giảm nghèo cho nội rồi Nhưng mà tại sao phải trả Thì nội dây tiền của người ta Tới hạn mà nội không có tiền thì em trả chứ sao Ê, Tại sao em làm vậy Anh đã nói rồi Cái đó nội mượn chứ có phải mình mượn đâu Nhưng em đâu thể nào nhìn người ta Tới đòi nợ nội, nội như vậy được mà anh biết tính nội rồi đó. nếu như nội không trả được số tiền này á, thì nội lo lắng không có yên đâu. em không chỉ ngu mà còn điên khùng nữa. anh đã nói rồi mình làm tiền ra mình phải dành dụm để sau này có chuyện gì xảy ra mình còn dùng tới. bây giờ mình cần lấy đâu ra? anh sao vậy? sợ gì nội dây quỷ tính dụng đó là để lo cho vợ chồng mình mà. nếu như không có tiền thì em thà nhịn đói chứ không bao giờ không thể nào không giúp đỡ nội đâu. Bây giờ anh phát hiện ra một điều Em cố chấp y như nội vậy Như vậy á Mình cứ nghe hoài Anh không hiểu nổi Tại sao anh có thể yêu em được Cái đầu của em u tối như đêm 30 vậy <laughs> Vậy mẹ cũng học hết lớp 12 hay thiệt Tuy là em không học cao như anh Nhưng em biết mình phải làm gì Em biết mình phải sống như thế nào Để không hổ thẹn với lương tâm của mình đến đi Cãi hả chìm rồi sao vậy con cái thuyền giấy của con nó bị chìm mất rồi Chìm đi thuyền giấy chết tiệt nó là thuyền giấy đương nhiên phải chìm rồi đó là quy luật đời tôi không thể là con thuyền giấy được một con thuyền giấy mong manh ước mơ cũng mong manh có thể chìm bất cứ lúc nào tôi phải là con thuyền bằng sắt nó phải ra khơi nó ra khơi dưới biển sống bao la hiểu chưa tôi nói cho cô biết từ đây về sau tôi không về quê nữa đâu nếu cô muốn về cô đi một mình đi ba 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 ơi anh bình ba từ nay cô đừng tìm tôi nữa thằng bình ngày xưa đã chết rồi anh bình Mà. Không có. Ba Ba đi làm. Ba đi làm một chút xíu nữa rồi ba về hả? Má má. Con muốn có ba, con muốn có má <laughs> 油、oh, <yeah. S 2> yeah.